Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. VinFast tiếp tục trưng bày các mẫu xe của mình ở nhiều thành phố. Nhiều người đã đặt câu hỏi, ngoài Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, những chiếc ô tô của VinFast như Phardion hay bộ đôi Lux SA 2.0 và A 2.0 sẽ được đưa về đâu? Mới đây, đại diện của VinFast tiếp tục chia sẻ về kế hoạch trưng bày các dòng xe của hãng sau hai điểm cầu nóng bỏng là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, ngay sau khi kết thúc sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh, những mẫu xe mang thương hiệu VinFast sẽ tiếp tục lan tỏa niềm tự hào Việt Nam đến với hàng triệu khách hàng thông qua việc trưng bày tại Cần Thơ, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế. Cụ thể, trong thời gian từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 23 tháng 12 năm 2018, hai mẫu xe ô tô VinFast Lux SA 2.0 và VinFast Lux A 2.0, ba chiếc xe ô tô cỡ nhỏ Phardion và xe máy điện Clara sẽ được trưng bày tại các cơ sở kinh doanh thuộc tập đoàn Vingroup, gồm có Cần Thơ, trung tâm thương mại Vincom Plaza Xuân Khánh từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 2 tháng 12 năm 2018. Tại Nha Trang, trung tâm thương mại Vincom Plaza Trần Phú từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 12 năm 2018. Đà Nẵng, trung tâm thương mại Vincom Plaza Ngô Quyền từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 12 năm 2018. Và tại Hà Tĩnh, khách sạn Vinpearl Hotel Hà Tĩnh từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2018. Và sau đó, những chiếc xe của VinFast sẽ được đưa về trưng bày tại khu đô thị Royal City Hà Nội ngày 22 và ngày 23 tháng 12 năm 2018. Hai mẫu xe Lux A2.0 Sedan và Lux SA2.0 SUV được phát triển dựa trên thiết kế do người tiêu dùng Việt Nam bình chọn với tỷ lệ kích thước lý tưởng, sang trọng và thời thượng. Ở phần nội thất, với dòng xe Lux, VinFast và đối tác thiết kế Pininfarina đã xây dựng không gian tiện ích cao cấp với trung tâm là màn hình cảm ứng 10,4 inch cùng các tùy chọn hình nền là danh lam thắng cảnh đặc trưng của Việt Nam. Trong khi đó, Phardion được phát triển từ mẫu xe Carol Rox của Opel, một trong những thương hiệu ô tô lâu đời của Đức. Theo hợp đồng chuyển nhượng công nghệ từ General Motors GM, đây thực sự là một mẫu xe phù hợp di chuyển trong nội đô với thiết kế nhỏ gọn cân đối, kết hợp cùng gầm xe được nâng cao và thanh trang trí nóc mang đến cho Phardion dáng vẻ của một chiếc xe Việt dã thể thao khỏe khoắn, khác biệt hẳn so với sản phẩm thông thường ở phân khúc xe cỡ nhỏ. Biểu giá công bố chính thức của ô tô VinFast lần lượt là 1 tỷ 818 triệu đồng với VinFast Lux SA 2.0, 1 tỷ 366 triệu đồng với VinFast Lux A 2.0 Sedan và 423 triệu đồng với VinFast Phardion. Tuy nhiên, trong thời gian đầu để khuyến khích đồng bào cùng chung tay xây dựng thương hiệu Việt, niềm tự hào của Việt Nam thì ngoài chính sách giá 30, VinFast còn áp dụng chính sách khuyến mại đặc biệt, mức giá cụ thể là 1 tỷ 136 triệu đồng đối với mẫu xe SUV VinFast Lux SA 2.0, chỉ có 800 triệu đồng đối với mẫu VinFast Lux A 2.0 và 336 triệu đồng đối với VinFast Phardion. Các giá trên chưa bao gồm thuế VAT. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.